Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì trong video này tôi muốn trả lời một câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều từ các bạn Đó chính là tình hình ở Hoa Kỳ như thế nào, có ổn hay là không Và trong video này tôi sẽ chia sẻ về những gì mà Thuận biết Và các bạn nên biết là bây giờ tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ rất là phức tạp Tại vì Hoa Kỳ có tổng cộng là 50 tiểu bang Và bây giờ là không có cái lệnh chính thức đưa ra là từ liên bang Các bạn thấy là Tổng thống Donald Trump chỉ nói là khuyến khích mọi người nên ở nhà nhưng mà đây không phải là một cái luật đây chỉ là cái lời khuyến khích từ tổng thống donald trump cũng như là từ cdc cho nên các bạn thấy là mỗi tiểu bang đều sẽ có một cái lực riêng, một cái lệnh riêng cho mỗi tiểu bang và thậm chí là trong cùng một tiểu bang sẽ có nhiều thành phố, nhiều quận thì họ cũng sẽ có những cái lệnh đặc biệt cho cái nơi đó. Cho nên chúng ta không thể nào mà nói chung là tình hình Mỹ như thế nào. Các bạn chỉ có thể là nhìn vào tình hình cụ thể ở từng nơi mà người đó đang sống là như thế nào. Cho nên Thuận chỉ có thể chia sẻ với các bạn về tình hình ở quận Cam Cali tại vì đây là nơi mà Thuận đang sinh sống. Và hồi thứ sáu thì Thuận đã đi chợ và đó chính là chợ ABC ở Anaheim Và Anaheim là thành phố mà có Disneyland Và đầu tiên thì các bạn thấy được là tình hình xe cộ trên đường Thì có rất nhiều người vẫn tiếp tục lái xe Như là các bạn thấy là bây giờ thì tuy là không có đông như trước đây Nhưng mà lái xe thì Thuận cảm thấy là khoảng chừng là 1 phần 3 cái số lượng xe thường ngày thì tại sao vẫn có nhiều người lái xe thì có nhiều người nhầm lẫn là Cali bây giờ là đang trong tình trạng lockdown hay là shutdown hay là vì lý do nào đó con người ta không ra ngoài được Thật ra ở Cali thì chỉ có một lệnh đưa ra từ thống đốc đó chính là cái lệnh ở nhà Và cái lệnh ở nhà này là như thế nào? Cái lệnh ở nhà này không phải là kêu các bạn là không được ra đường Mà lệnh ở nhà này nói là các bạn đừng nên ra ngoài đường nếu như mà không cần thiết Nếu như các bạn cần phải mua một cái vật dụng thiết yếu hay là các bạn cần phải có một dịch vụ thiết yếu thì các bạn hoàn toàn có thể ra ngoài và cái lệnh ở nhà này là không áp dụng đối với 16 ngành nghề Và 16 ngành nghề đó là những ngành nghề mà gọi là thiết yếu Ở Cali thì những ngành nghề đó là những ngành nghề như là Các bạn làm ở chợ, cây xăng, sửa xe, giặt ủi, những nơi bán thuốc Cũng như là cái ngành tài chính Cho nên các bạn thấy được là nếu như là người dân làm trong những cái ngành này thì vẫn phải tiếp tục đi làm cho nên các bạn thấy trên đường vẫn có người tiếp tục lái xe và đương nhiên một người mà cần phải đi mua gì đó thì họ cũng phải là lấy xe để mà đi mua như đơn thuận phải đi ra chợ để mà mua một số đồ tại vì thuận đã ở nhà hơn 2 tuần và bây giờ cũng cần phải đi mua thêm một ít đồ để có thể tiếp tục ở nhà trong vòng vài tuần tới đây tại vì các bạn thấy được là cái lệnh ở nhà này sẽ bị kéo dài và bây giờ cũng chưa chắc chắn là kéo dài cho tới khi nào nhưng mà thuận nghĩ là ít nhất cũng phải là tới cuối tháng và nếu như mà dịch vụ hay là sản phẩm các bạn là không nằm trong 16 ngành nghề thiết yếu ở Cali thì không được mở cửa ở trong cái thời gian này. Và phần lớn những người mà làm văn phòng như là Thuận thì đã bắt đầu làm ở nhà là hơn 2 tuần nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm ở nhà được. Các bạn thấy là cho dù là thuận có làm ở nhà nhưng mà công ty của thuận vẫn phải có người trong đó để mà quản lý những cái server những cái phần mềm và quản lý cái building đó cho nên có một số nhân viên thì lúc nào cũng phải đi vô trong văn phòng để mà hỗ trợ những người mà làm ở nhà và khi mà các bạn tới chợ thì các bạn thấy được là cái chợ abc ở anaheim đây là một cái chợ việt nam thì các bạn thấy là người ta đi chợ thì cũng có người đi tuy là không đông như là trước đây nhưng mà vẫn có người đi và các bạn thấy được là một điều là có một cái hàng xếp ở ngoài cũng khá dài đây là người ta xếp hàng để mà vô chợ nhưng mà lý do tại sao mà người ta xếp hàng để mà chờ vô chợ không phải là tại vì trong chợ quá đông mà tại vì bây giờ mọi người phải giữ cái khoảng cách mà ấn định có nghĩa là 6 feet gần như là 2 mét cho nên trong chợ chỉ có thể cho một số người đi vô trong chợ và mỗi lần chỉ cho một cái số người ấn định ở trong chợ cho nên khi nào mà cái số người đó ra thì người mới mới được vào và các bạn thấy đưa là người ta xếp hàng thì ai cũng tự giác xếp hàng cách nhau khoảng chừng là 6 feet khoảng chừng là 2 mét và xếp hàng thật sự là cũng không có đông tại vì thuận xếp hàng là khoảng chừng 10 tới 15 phút là có thể được vào chợ và khi mà đi vô trong chợ thì trong chợ thật sự là rất là vắng tại vì họ hạn chế cái số người mà đi vô trong chợ còn về đồ ăn thức uống thì không có thiếu các bạn thấy là thịt cá mì gói đều có đầy đủ một cái mà thuận không có thấy đó chính là gạo nhưng mà thuận nghe nói là có rất nhiều chợ vẫn còn rất nhiều gạo ở thời điểm hiện tại nhưng mà cái chợ mà thuận đi hôm thứ sáu chợ abc Anaheim thì thường không có thấy gạo và cũng không có thấy tắm chỉ thấy nếp mà thôi và chợ thì đóng cửa rất là sớm tại vì thuận làm việc ở nhà sau đó thuận mới đi chợ hôm thứ sáu cho nên thuận không biết được là chợ đóng cửa sớm như vậy cho nên cũng không có thời gian để mà quay nhiều video chia sẻ với các bạn chợ abc hôm thứ sáu là đóng cửa sáu giờ bốn chiều cho nên những bạn nào mà muốn đi chợ thì trước hết là cũng phải tìm hiểu coi cái chợ đó mở cửa cho tới khi nào tại vì nhiều chợ không còn mở cửa trễ như là trước đây ngoại trừ gạo ra thì mình cảm thấy là không có thiếu gì hết rau củ quả đều có đầy đủ còn về người ta mang khẩu trang thì các bạn thấy được là hầu như là người châu á là ai cũng mang khẩu trang nhưng mà khi chúng ta nói tới người nước ngoài thì rất là ít ai mang khẩu trang và tuy đây là một cái chợ Việt Nam nhưng mà vẫn có nhiều người nước ngoài đi chợ này và nếu mà tính chung giữa người nước ngoài và người Việt Nam thì các bạn thấy được là khoảng chừng chỉ có 50% là người ta mang khẩu trang tôi nghĩ là không phải người ta không muốn mang khẩu trang nhưng mà bây giờ nếu như mà muốn mua khẩu trang ở Hoa Kỳ thì cũng không có biết là mua từ đâu các bạn thấy được là mua ở trên Amazon hiện tại thường đặt mua thì tới tháng 5 mới có khẩu trang có nghĩa là còn khoảng 6 tuần nữa thì mới có khẩu trang thì khi đó có thể là chúng ta thấy nhiều người mang khẩu trang hơn nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì người ta muốn mang cũng không có khẩu trang để mà mang còn những nơi mà tính tiền thì các bạn thấy là họ đi gắn một cái miếng bằng nhựa để mà ngăn cách cái nhân viên tính tiền và cái người mà đang tính tiền Tuy nhiên đây để mà hỗ trợ thêm cái khoảng cách giữa người tính tiền và khách hàng. Thì các bạn thấy được là tình hình Kali thì nói nếu như mà nói bình thường thì cũng không có bình thường. Nhưng mà nếu nói là có tệ hơn hay gì đó thì cũng không có tệ hơn. Tình hình Kali tuần này cũng giống như là tuần rồi cũng như là một tuần trước đó. Không có gì thay đổi nhiều so với cách đây 2-3 tuần. Tuy là cái số lượng mà người bị nhiễm và cái người mà tử vong tăng trưởng ở Hoa Kỳ một cách chóng mặt. Nhưng mà đó là chỉ riêng cái tiểu bang Đó chính là tiểu bang New York Và kế đó là tiểu bang New Jersey Các bạn thấy được là Cali là cái tiểu bang mà có đông dân cư nhất Khi mà chúng ta nói tới những tiểu bang Mà nhiều người ở nhất ở Hoa Kỳ Đứng đầu đó chính là Cali Với khoảng chừng là 40 triệu dân Kế đó là Texas với 29 triệu dân Kế đó là Florida với 21,6 triệu dân Và thứ tư mới là New York Có 19 triệu dân Và thứ năm là Pennsylvania Với 12,8 triệu dân và các bạn thấy được là tuy New York đứng hàng thứ tư ở trong tổng số dân cư Nhưng mà cái ca nhiễm và tử vong đã đứng đầu ở Hoa Kỳ với 122.000 ca nhiễm California tuy là đứng đầu khi chúng ta nói tới tổng số dân cư nhưng mà chỉ đứng hàng thứ tư với 14.000 ca nhiễm Các bạn thấy được là so với lại New York thì 5 tiểu bang kế tiếp cộng lại cũng không bằng Như là các bạn thấy là Louisiana, California, Michigan, New Jersey cộng lại cũng không bằng cái số ca nhiễm ở New York và ở Cali thì tổng số người tử vong chỉ có 322 người so với New York đã tới 4.159 người các bạn thấy được là cái sự khác biệt là một trời một giật và Cali có 14.000 người bị nhiễm hiện tại nhưng mà so với dân cư thì con số rất là thấp thì các bạn thấy được là mỗi một triệu người thì chỉ có khoảng là 358 người là bị nhiễm và cái số lượng người mà đi kiểm tra thì rất là đông ở Cali đã lên tới cái mức là 113.000 người đã đi kiểm tra và trong 113.000 người đó thì có 14.000 người bị nhiễm có nghĩa là cái phần trăm là khoảng chừng là 10% mỗi 10 người đi kiểm tra thì là có một người bị nhiễm nhưng mà trong một triệu người dân thì bây giờ là thống kê chỉ có khoảng chừng là 358 người là bị nhiễm. So với các tiểu bang khác rất là thấp. Khi chúng ta nói tới đại dân cư của Cali là đông tới cỡ nào cho nên các bạn thấy được là cuộc sống ở Cali bây giờ không có nguy ngập như là nhiều bạn đang suy nghĩ. Khi mà chúng ta nói tới Hoa Kỳ thì đang nguy ngập nhất vẫn là New York và cái đó chính là New Jersey thì thường hy vọng là các bạn nhận được một số tài liệu giá trị trong video ngày hôm nay giúp các bạn hiểu hơn về tình hình ở Nam Cali hiện tại và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.